Chị có quán Chị có nào ở cho đâu? em xin chân phục vụ? Bên quán, bên khách sạn về. Em qua luôn đi. Chỉ có đàn bà mới mang lại hạnh phúc cho nhau thôi phải không chị? Đúng rồi. Nói chung là nhà chị đang mở quán hát ở bên Đông Anh ấy, 36 phòng nên là đang thiếu thiếu nhân viên, tại vì bên đấy toàn là làm kiểu như là cái gì nhỉ? Bên đấy là gần sân bay ấy, nên là toàn là đại gia đại dùng cái hát hò ấy. Chỗ làm Bưng gì bê các kiểu. Mụn thâm cũng hết được cái mụn thâm. Nếu mà em hết mụn chưa? Liệu Kiều Linh. Nếu mà em đang mụn thì em phải bôi kem mụn, khi nào mà em bị thâm ý, thì em phải dùng cái kem trị thâm khác. Không có liên quan gì đến loại hai loại. Hai loại khác nhau nha, kem mụn và kem thâm là khác nhau hoàn toàn. Anh xin chân giao thức ăn cho chim. Nhà em không nuôi chim, nhà em nuôi chó. À, em đang bán chó này, có ai mua con chó này không? Bút đồ. 3 tháng loại Tili em bán 4 triệu thôi. Dành cho anh chị em nào ở Hà Nội gần đây em bán cho. Tại vì em không chăm được, em đang nuôi con to rồi. Này, con chó trừ đùa đúng là cái lúc vô duyên thật đấy, đang đông người xem, tự nhiên. Chán thật. cả nhà chia sẻ mạnh cho Gọi chị toàn yêu gọi cái này. lúc vô duyên mà đang live stream cứ gọi nhiều thế nhở? Này, chó rồi, con cún này rất là khôn anh ạ. Đái luôn mà thảm từ chiều đến giờ, không đái ra ngoài. Có khi không bán nữa, đền lại con chó kia ấy nhở. Nuôi con này đi. Rồi sau mình đi đâu mình rốt trong trong nhà vệ sinh thôi, không cho ra ngoài. Thông minh cũng... Anh bây giờ thấy nhớ nhớ không? Em thấy bán tiếc lắm, bởi vì nó khôn rồi, nó đái ra thảm rồi. Từ hôm qua giờ toàn đái ra thảm, không đái ra ngoài nữa. Chỉ đạo dần dần là đỡ thông minh ngay, ra đang tuổi bé, đang ngứa răng nó cắn đấy. Chả phải mình để đồ nó ngang với lại nó buồn trong nhà. Với nó khôn đấy, con này khôn mà. Khôn. Bán tội nghiệp lắm. Con này đợt này khôn đấy. Vài triệu bạc, bán mẹ con nhỏ thôi, không 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 bán con to, để nuôi. Nhỏ giả lại nó kể cả bồi thường. Chấp nhận tiền ngu. Mai để anh gọi cho nó, anh bảo là đổi con chó cái. Ừ. Cứ anh để thằng Dũng đấy thì nó lạ gì anh. Thì anh bảo đi. Nó ngồi đánh cờ bên này thì mẹ anh bảo đi. nó nhìn mình như kiểu Mẹ. bố thôi. Chị đào cần nhân viên loại hot hay mẫu như nào? Loại nào cũng được em ơi, bình dân, dân tộc cũng được, tộc cũng được. Bốn hai. Không quan trọng em ơi. Bốn. Này mọi người ơi, cả nhà ơi, chia sẻ đông đông người nói chuyện cho vui. Ít người thế, chán thật đấy. Đào đang mở này một cái spa này, tóc và da. Một cái spa tóc này và da và leo và mặt và xăm body, xăm môi, xăm mắt. Bạn nào tiêm filler nữa, bạn nào mà biết làm những cái ngành nghề đấy thì các bạn qua đầu tư bên Quân, bên nhà mình. Bên nhà mình làm hết cửa hàng rồi, bây giờ chỉ còn thiếu nhân viên thôi. Đấy, là có nhân viên phát cái là làm khai trương luôn. Bạn nào mà đang làm mà kiểu như học trang điểm ấy, mà các bạn chưa có công ăn việc làm gì, mà các bạn chưa có điều kiện để mở hoặc là cái gì đấy, thì các bạn về với đội của Đào. Tại vì là Đào mở nhá, bên nhà Đào có những dịch vụ như này này. Đào đang mở spa tóc và spa. Thì trong những cái spa đấy nó có chăm sóc da là một này. Cái thứ hai đó là tiêm filler này. Cái thứ ba đó là cắt mộ môi, cắt mí này, cắt bướm này, cắt hạt lê, cắt đủ kiểu. Với lại là xăm môi, xăm mắt, xăm hình, xăm body. Ngoài ra thì còn có cả dịch vụ gọi là làm leo và trang điểm, make up. Đấy, còn ngoài ra thì sau này mình sẽ mở thêm một cái chỗ nữa là chỗ chuyên cho thuê những cái đầm đi ba đi sàn. Bởi vì mình thấy dân chơi nhiều ấy, mà các bạn bỏ tiền ra các bạn mua quần áo đi ba đi sàn ấy, sau các bạn chỉ mặc được một hai lần, mà thường thường con gái người ta thích mặc kiểu như là, ở thật ra nhá, con gái nhá, quần áo trong tủ rất là nhiều, nhưng mà người ta lại không thích kiểu như mặc đi mặc lại một bộ, bởi vì check in rồi là người ta không thích mặc lại. Nên là các bạn thích đi ba đi sàn, Đào sẽ đầu tư quần áo cực kỳ đẹp, sexy hot, hở vú hở mông hở loài luần hở hết hở cái gì cũng có. Hello Đạt em đấy, nên là các bạn xong là các bạn qua đây thuê đấy, các bạn thuê bộ quần áo xong các bạn về mặc mặc xong bắt đầu các bạn mai các bạn thuê bộ khác, đúng không? Tội gì còn hơn thật đấy, dân chơi sợ gì mưa rơi, chỉ sợ mưa đá dân chơi vỡ đầu. Linh ơi, chị đang muốn em về đội của chị đã thật sự luôn đấy, chị không hiểu sao luôn. Chị quý em dã man ấy, chị yêu em tha thiết cồn cào mà nhớ em, chị nhớ đi vào đi ra, nhớ em chị nhớ thiết tha, nhớ em chị nhớ đi ra đi vào. Về đội của chị Đào Hello luôn. Bichu, how are you? Where are you now? Thật mà, chị đang thiếu người lắm luôn ý Linh ạ. Chị mở quán hát này và mới cả mở spa tóc ấy, thành ra đang thiếu người kinh khủng luôn, đang tuyển đây này. Nhân viên spa cũng khó thiếu nhá, nhân viên quán hát cũng thiếu nhá. Để em kéo về cho. Kéo hết đi, mẹ kéo đi ăn phần trăm, mẹ mày quản lý sang đấy làm quản lý sướng. Bên đấy độc quyền độc này. quyền luôn bên đấy, mẹ mày làm bà tướng bên đấy luôn, thích mẹ về đây có xe đưa đón về đây sang đây chơi. Giờ này đang like để kiếm tiền đây, hẳn là cắt hạt này để mở thêm.
cắt hạt le để bây giờ nhá. Mình thấy như hạt le nó cũng thừa chả để làm gì đâu. Mình thay vì mình cắt cái hạt le thì mình thêm vào đó là một viên kim cương để ở đấy. Bạn ơi tôi đang livestream bây giờ kiếm tiền của tôi, bạn lượn mẹ đi. Lại chị ơi em đừng hỗn nhá, đừng có láo. À, này biết thế hôm bữa chị đặt mẹ vàng bên nhà em xong bây giờ vàng lên giá chị ạ. Con số mồn nó vui. Con này đen cái là cái tuyển một chó tay bao giờ bị tuyến mồi tai. Chị không tuyển con trai chỉ tuyển con gái thôi, con trai không thể mang lại cho chị được. Chia nhờ. Chia nhờ. Đàn ông chỉ toàn niềm thương à gì nhỉ? Niềm đau à? Đàn bà ơi đàn ông là những niềm đau. Có đàn bà mới mang lại hạnh phúc cho nhau thôi. Sướng không này? Ôi trời ơi. Nhá. Nhá. Tôi không bán này. Thật không bán nó khôn rồi, lại thông minh rồi. Bán con kia. Nhớ lắm. Thật nó khôn lắm, con này khôn lắm. Từ hôm qua anh để ý không đái ra nhà nữa. Không đái tao đái thảm rồi, đái thảm rồi, buồn ỉa là ra ngoài rồi. Không ỉa thì giờ chả ỉa nữa. Tôi làm với hỏi từ nãy, bà có làm thật không? Tôi hỏi thật mà bà làm thì bà về đây Hà Nội tôi nuôi ăn nuôi ở làm với tôi. Khách thì tôi kéo về, bà chỉ có việc mẹ mày ngửa tay thôi à. Ngửa hàng. Về đây đi. Bao nhiêu người cũng được. Trinh ơi, chị nhận được điện thoại của em rồi. Thế bớt bớt đi chị ạ. Ở bên ở nơi phương xa ấy người cái gì? Cái bài gì? Ở nơi phương xa ấy người có biết không? Trái tim em lạnh lẽo cô đơn suốt bao ngày. Cần một làn hơi ấm. Đàn ông chỉ mang lại toàn niềm đau thế. Thế cho nên mình tuyển toàn đàn bà không à? Đàn ông là đuổi bỏ. Tầm 20 em hot girl, em nào mà thất nghiệp hay là chưa công ăn việc làm thì đầu tư bên nhà Đào. Về hết đội chị Đào. Về với đội của chị Đào. Một giây dàn luôn. Đi mẹ có qua không để lấy phòng. Có lấy đặt một phòng đi. Đàn bà lòng dạ hiểm sâu ngoài môi. Ngoài môi lại nói những câu chung tình. Trời ơi. Dạo này văn thơ lai láng chảy tô tô đấy. Loại con mẹ lúc đàn ông ra khỏi cuộc đời thì rồi bây giờ là đàn ông với đàn bà đang chỉ nhau trong Zoom tôi đấy à. Trong Facebook của tôi đấy à. Đang so sánh giữa đàn bà và đàn ông đây. À, Đào chúc chiều ngủ ngon đi. Để chiều lướt thôi. Em lướt bố nó luôn đi chiều ạ. Em lượn đi cho lướt vào trong chiều ơi. Chị ơi vàng nó xuống chưa em? Vàng ta rồi bao nhiêu? Chị hỏi thật mà. Vàng ta bây giờ bao nhiêu? Mà mang chị một cây, nếu mà rẻ thì mang một cây qua đây chị gửi tiền. Thề, không đùa. Trời ơi, bão luôn. Đang buồn nghe Đào nói chuyện hết buồn luôn. Hello Quân. Hello Hoàng em. Có tuyển Lam không? Không tuyển Lam, chỉ tuyển đàn bà thôi. Chỉ tuyển nữ hot girl thôi. Chị có làm gì đâu hả Trang mà em ở gì thế? Đang tuyển hot girl em ạ, à. Em đang tuyển lên hơn 39 độ cao thế nhở? Thôi, khi nào xuống biết thế hôm bữa mẹ mua một cây hay sao? Ngủ quá à. Bận xong cuối cùng nghĩ kiểu gì quên bố nó mất. Nó liếm. Này có khi, chị ơi em, theo em đoán thì mẹ khí hậu gọi là trên thông văn dưới thông tường địa lý. Đít thì thông, đấy. Em thử nghĩ xem nào liệu là vàng nó còn lên đến 40 không em? 45 không? Gái già cũng tuyển. Nói chung là cứ là mẹ có hai lỗ à, một lỗ hai lồi. Không tuyển nam nhá, tuyển nữ thôi. Hello anh Dương Ngọc Cave nhá. Tên tủng gì Cave ca phụ. Gớm mặt. Hello Trang Tuyên. Ở nơi phương xa ấy người ta cứ ôm nhau khiến trái tim anh đau vì em lết mất rồi. Vãi vãi. Ê này, con em mình đang có cả lâm vú thề. Mình chưa thấy một loại đàn bà nào mà cha tổ luôn. Hôm nay đi Bùi Tạ Hiện. Cuộc đời thề luôn. Cuộc đời mình chưa bao giờ mình thấy một loại con gái nào mà có lông vú. Đàn ông mình thấy có lông vú thì là cái chuyện mà mình thấy rồi. Nhưng mà lần đầu tiên mình thấy con em mình cha tổ hôm nay nó ngồi, nó mặc cái áo này, nó không dán đầu vú. Thế nên lúc nó ngồi đấy mình thấy cái lông gì mình tưởng cái tóc. Mình thò mình kéo. Thế nó bảo đâu, không ra. Đủ má một chùm lông luôn. Dài mẹ mày tầm. Thề nào nói sai ra ngoài đường ô tô đâm chết. Thề không chém gió. Dài đúng như này. Còn hơn đấy, đấy là mình cấu nhẹ rồi đấy. Còn chưa nhìn được góc mặt. Dài đúng thế này. Đen thui. Đen hơn cả tóc luôn. Mà cái sợi to luôn ý. Có khi một chùm. Vãi cả đàn bà luôn ý. Chị thề. Chị đã bảo chị không nói dối mà lị đùa. Em biết chị có bao giờ nói dối đâu. Chị chưa bao giờ thấy đàn bà có lông vú. Đàn ông có lông vú thì nghe còn có, còn tin được thì thì nhiều. Đàn ông có lông vú rất là nhiều nha.
Nhưng mà đàn bà mà có lông vú mới là lạ, mà nó đen, nó dài, đủ má nó mà chùm. Đúng như này luôn. Thề. Mẹ giờ vút thử cái biết ngay, chỉ sợ sập Facebook thôi. Không, lông xoăn đâu, thẳng đúng không? Hả? Lông xoăn thẳng đúng không? Thẳng, 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 thẳng. Thẳng, thẳng không xoăn. Lông vạch ra để tôi sập Facebook của tôi. Ông ơi, ông khôn thế. Mẹ ông làm như ai, ngu như ông ấy.